Công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nên người con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Vâng, thưa quý vị, tháng 7 Vu Lan lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan. Bần khuân nhớ mẹ sầu ly biệt, thổn thức từng đêm suối lệ tràn. Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hiện tại là Hoài Thương và chúng tôi đã đến tại tỉnh xá Ngọc Hồ. Tỉnh xá Ngọc Hồ là một trong những tỉnh xá cũng như là ngôi chùa có thể nói là lâu đời ở Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay thì tại nơi đây có tổ chức chương trình là Văn Y Ca Sa trong cái mùa Vu Lan báo hiếu. Thì như quý vị và các bạn chúng ta cũng được biết, và một gương hiếu hạnh có thể nói đứng đầu trong đại đệ tử của Đức Phật, đó chính là Ngài Mục Kiền Liên Bồ-Tát. Và Ngài Mục Kiền Liên Bồ-Tát sinh khoảng năm 588, mất khoảng năm 484 trước công nguyên ở nước Magara, nay thuộc miền Bắc Ấn Độ, là một vị tỳ kheo trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Mục Kiền Liên Bồ-Tát và tôn giả Xá Lợi Phất là hai vị đệ tử đứng đầu trong hàng chúng đệ tử của Phật Thích Ca. Ngài đã chứng quả A-la-hán, quả cuối cùng trong tứ thánh quả, cùng với sự giải thoát và giác ngộ viên mãn. Thâm hiệu của Ngài thần thông đệ nhất. Trong hàng thanh văn của đại đệ tử của Đức Phật, trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, Đức Phật đã thọ ký cho Ngài danh hiệu Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Nói đến hình tướng của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát thì Ngài thường xuất hiện trong hình ảnh là mặc y vấn, tay phải cầm tích trượng, tay trái không cầm gì. Nếu có cầm thì Ngài thường cầm một bình bát ngũ ý để mang cơm dâng cho mẹ đang thọ khổ ở dưới địa ngục. Ngài không ngồi mà luôn ở tư thế đứng, như để sẵn sàng đi xuống cõi âm dân bát cơm cho mẹ để dạng đầy ước mong, tỏ lòng hiếu kính mẹ. Mẹ của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát là bà Thanh Đề. Lúc còn sống, bà chẳng những không tin Tam Bảo, lại còn hủy bán, phá hoại Tam Bảo, nói Tam Bảo không tốt, không đáng để tin. Cho nên sau khi chết, bà liền bị đọa xuống địa ngục. Mục Kiền Liên Bồ Tát chứng quả vị La Hán, đắc được lục thông, liền quan sát khắp các cõi giới để tìm mẹ. Vì tôn giả đã khai mở được Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, đắc được ngũ căn lục thông, nên nhìn thấy mẹ mình đang đọa lạc nơi địa ngục thống khổ. Cơm cũng không có để ăn, tôn giả liền mang một bát cơm đến cho mẹ. Vào đến địa ngục, tôn giả dâng bát cơm cho mẹ. Bà Thanh Đề lúc còn sống vì tâm tham quá nặng nề, nên dù bị đọa làm ngạ quỷ vẫn không dứt bỏ được tâm tham. Bà một tay đỡ lấy bát, dùng vạt áo của tay kia che lại, rồi vội vàng chạy đến chỗ không có các ngạ quỷ, đem bát cơm lấy ăn một mình. Nhưng vì nghiệp chướng quá sâu dày, nên cơm vừa đưa lên miệng thì hóa thành hòn than đỏ rực. Mục Kiền Liên Bồ Tát tuy là thần thông đệ nhất, nhưng không thể giúp được mẹ, nên đã đến thưa với Đức Phật Thích Ca. Đức Phật nói: vì mẹ của ông hủy bán Tam Bảo, tội lỗi quá nặng, bây giờ sức của ông không thể nào mà giải cứu được đâu. Muốn cứu được mẹ ông thì ông hãy vào ngày rằm tháng 7, là ngày chư Phật hoan hỷ, cũng là lúc chư Tăng Tự Tứ. Ông hãy thiết lễ Vu Lan Bồn. Đây là lễ cúng giải đảo huyền, nghĩa là giải cứu cái khổ bị treo ngược. Trước tiên, ông hãy cúng dường 10 phương Tăng. Khi 10 phương Tăng chưa thọ thực dụng những thức ăn này thì ông cũng chưa được dùng. Ông trước hết phải cúng Phật, Pháp Tăng, sau đó mới có thể thọ dụng những phẩm vật chân cúng. Vào ngày này, ông thiết trai cúng dường Tam Bảo thì mẹ của ông sẽ lìa khổ được vui. Mục Kiền Liên Bồ Tát làm y theo lời Phật dạy. Ngày rằm tháng 7 năm đó, thân mẫu của Ngài được thoát nạn, Mục Kiền Liên cảm kích An Phật khuyến khích người thế gian hàng năm vào ngày rằm tháng 7 tổ chức lễ Vu Lan, cúng dường chư tăng chúng 10 phương hội tụ về, tụng kinh Vu Lan Bồn báo hiếu cho cha mẹ và cứu quyền thất tổ. Sau này, hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên Bồ-Tát cứu mẹ nơi địa ngục đã trở thành hình tượng hiếu đạo trong Phật giáo. Nhắc tới đạo hiếu là nó đến Ngài Mục Kiền Liên. Nương theo câu chuyện của Ngài, Đức Phật đã dạy chúng sanh, ai muốn báo hiếu cho cha mẹ, hãy làm theo cách của Ngài, Vu Lan Bồn Pháp. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời. Mục Kiền Liên Bồ-Tát là hiện thân cho hạnh nguyện cứu mẹ thoát khổ của Ngài, là khỏi cảnh khổ đau, là hình ảnh tiêu biểu cho hiếu đạo của con người. Sau khi đắc quả A-la-hán, Ngài đã dùng cái lòng từ vô lượng của mình và trí tuệ sáng suốt để hóa độ chúng sinh. Mục Kiền Liên Bồ-Tát là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngài là người xuất hiện trên cõi đời này bằng xương bằng thịt lúc Đức Phật còn tại thế. Ngài thường song hành với tôn giả Xá Lợi Phật, là một người thần thông đệ nhất vô cùng quảng đại. Sau khi xuất gia được 7 ngày, Ngài đã đoạn trừ hết các lậu hoặc, chứng quả A-la-hán. Có thể thấy Mục Kiền Liên Bồ-Tát là một nhân vật lịch sử có thật. Ngài có quá trình xuất gia, tu học và đắc quả, được sử liệu ghi chép rõ ràng, và Ngài đã được nhân loại thừa nhận là một nhân vật lịch sử có sức ảnh hưởng lớn trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Ngài do công tu hành và có được thần thông đệ nhất bằng tệ nhãn, và nhờ năng lực của mình, Ngài đã thấy rõ sự đọa lạc thoát khổ của mẹ Ngài. Sau khi biết mẹ đang bị thơ khô ở địa ngục, Mục Kiền Liên Bồ-Tát vâng theo lời chỉ dạy của Đức Phật, thành tâm chí kính thỉnh 10 phương chư Phật và chúng tăng, chuẩn bị sắp xếp các phẩm vật thiết lễ cúng dường trai tăng để cầu nguyện cho mẹ của Ngài. Ngài đã tổ chức một buổi đại lễ trai tăng trang nghiêm vào ngày lễ Tử Tứ Mãn Hạ của chư tăng. Và đây thì như quý vị và các bạn chúng ta cũng đã nhìn thấy, trên này thì có những bông hồng đỏ, bông hồng trắng. Nhân đây Hoài Thương xin gửi đến mọi người ý nghĩa nghi thức bông hồng cài áo và sắc hoa trong lễ Vu Lan. Nghi thức bông hồng cài áo ngày lễ Vu Lan là nét đẹp Phật giáo, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt chúng ta. Ý nghĩa bông hồng cài áo trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu là ngày lễ văn hóa tâm linh lâu đời trong truyền thống Phật giáo và trở thành đạo nghĩa của dân tộc. Đây là dịp mỗi chúng ta khắc ghi câu ai còn cha xin đừng làm cha khổ, hãy nhớ câu đạo hiếu làm đầu. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Chương trình cài bông hoa hồng trong ngày lễ Vu Lan không thể thiếu được. Nghi thức bông hoa hồng cài áo trong lễ Vu Lan xuất phát từ ý tưởng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Theo Thiền sư, bông hoa hồng trong cách nhìn của người Việt là biểu hiện của tình yêu, sự cao quý. Vì thế, loài hoa này được chọn làm biểu tượng cho lễ Vu Lan báo hiếu của nhà Phật. Với lòng thành kính tưởng nhớ công ơn nuôi dưỡng đấng sinh thành và cài lên ngực bông hồng là tình cảm đẹp nhất và như một bài học sâu sắc về chữ hiếu thiêng liêng. Trong một chuyến gọi là công tác Nhật Bản, thiền sư thấy lạ khi người Nhật thành kính cài tặng ông một bông hoa trắng lên ngực áo. Sau khi tìm hiểu và biết được ý nghĩa cao đẹp của hành động này, ông đã chọn bông hoa hồng làm biểu tượng cho ngày lễ Vu Lan báo hiếu của nhà Phật và viết phẩm ấn bông hồng cài áo vào năm 1962. Nghi thức bông hồng cài áo trong ngày Vu Lan được phổ thông hóa và trở thành ngày lễ trong Phật giáo, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt, hữu hiệu trong việc giáo dục mỗi con người về lòng hiếu thảo và tình người. Sắc hoa cài áo trong ngày lễ Vu Lan, hoa hồng đỏ với những người vẫn còn mẹ thì trong ngày lễ Vu Lan sẽ cài một bông hồng màu đỏ lên ngực áo. Điều này sẽ nhắc nhở người đó rằng mình vẫn còn may mắn khi còn có mẹ bên cạnh, và hãy cố gắng để làm cho mẹ vui lòng. Đừng đối xử không tốt với mẹ, kẻo một mai mẹ khuất núi có khóc than hối hận cũng đã muộn. Hoa hồng trắng. Nếu chào ngày lễ Vu Lan, quý vị và các bạn chúng ta thấy ai đó cài trên ngực một đóa hoa hồng màu trắng thì hãy hiểu ngay rằng người đó đã không còn mẹ bên cạnh. Những người cài hoa hồng trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên được mẹ dù đã khuất. Và bông hồng trắng trên ngực áo cũng là lời nhắc nhở con người đừng bao giờ quên ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã dành cho mình. Còn hoa hồng vàng, còn đối với những người tu hành, họ phải từ bỏ đời sống thế tục để sống cuộc đời thanh tịnh nơi cửa Phật. Do đó, các nhà sư mượn thân tứ đại do cha mẹ sinh ra để trên cầu giải thoát, dưới cứu độ chúng sinh, nhằm báo hiếu cho cha mẹ hiện đời và cha mẹ ở nhiều đời khác. Do đó, thay vì cài bông hồng đỏ hoặc trắng thì những người đã xuất gia lại cài trên bông hồng màu vàng để thể hiện lòng biết ơn cha mẹ rộng hơn, lớn hơn, cao cả hơn. Và cũng tùy theo chùa hoặc là tịnh xá mà quý vị trong chư tăng, trong sư thì có những cái chương trình cài bông hoa khác nhau. Trong cung bậc tri ân và báo ân, Phật giáo đã từ lâu luôn trân trọng và lấy hạnh hiếu làm đầu. Sự tương phùng của tinh thần đó đã dẫn dắt nên những gương hiếu hạnh trong quá khứ cũng như hiện tại, sáng rực và ghi mãi dấu ấn với thời gian. Vu Lan là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ này trùng với ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân của tục Á Đông. Trong đạo Phật, chữ hiếu là hạnh đứng đầu muôn hạnh. Còn theo văn hóa Việt, tâm hiếu thảo là di sản tâm linh trân quý. Mỗi một việc làm, mỗi một thái độ báo hiếu của con người mang một sắc thái cá biệt. Song mục đích cũng vẫn giống nhau: đền đáp ăn đức sinh thành vô cùng cao cả của cha mẹ. Tác dụng hiếu hạnh người xưa muôn đời bất diệt, trong hậu thế mãi truyền tụng, tán dương không ngừng. Con người chúng ta có thể nói ngày nào cũng là ngày báo hiếu. Mọi người con Phật dâng hết lòng thành của mình lên đấng sinh thành như cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình, là những người đã dày công sinh thành nuôi dưỡng, gây dựng cho chúng ta một cuộc đời, một sự sống không phải ngẫu nhiên. Cứ đến ngày rằm tháng 7 âm lịch hoặc trong tháng 7 hàng năm, lễ hội xuất phát từ điển tích Phật giáo được ghi lại trong Kinh Vu Lan Bồn, cũng là một trong những ngày đại lễ có thể nói là lớn nhất của Phật tử chúng ta. Đạo hiếu nói là đạo sống của con người. Dù là tôn giáo nào, ai ai cũng phải lấy hiếu đạo làm gốc. Là người Việt Nam, hẳn là ai cũng biết câu lục bát: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công sinh dưỡng của cha mẹ là vô tận. Mọi người sinh ra và trưởng thành đối với cha mẹ bao giờ cũng là niềm tự hào, đồng thời là kết quả của những nỗ lực vượt qua bao nhiêu khó khăn vật chất, tinh thần. Công cha nghĩa mẹ thấm sâu vào mỗi con người, mỗi gia đình, dòng họ, thấm sâu vào cái nề nếp sinh hoạt của cộng đồng, nên phải đối xử sao cho xứng đáng. Mưa ngầu rã rít, tiết trời bắt đầu sang thu, mùa Vu Lan đến, mùa báo hiếu về. Chúc cho những ai đang còn cha mẹ thì cha mẹ mạnh khỏe, yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Những ai không may mắn đã mất cha mất mẹ thì ngày này cũng là ngày để nhớ về. Vì thế chúng ta cố gắng lập công bồi đức, tu hành, đền đáp ăn cha mẹ tổ tiên. Vào mùa báo hiếu Vu Lan, kính dâng cha mẹ vô vàng hồng hoa. Cha là công tạo ra ta, mẹ là mang nặng sinh ra chúng mình. Dù cho trọn kiếp chúng sinh, chẳng đền đáp nổi ăn tình mẹ cha. Báo hiếu tốt nhất trên là tu thân tích đức, mẹ cha vui lòng. Hồng đỏ cài lên đẹp tuyệt vời, phải nên trân trọng nhé người ơi. Những ai còn mẹ còn hồng đỏ, màu đỏ thắm tươi vẻ rạng ngời. diễm phúc cho ai con mẹ hiền, sống trong tình mẹ thật vô biên. Vu Lan báo hiếu vui bên mẹ, thế sự thăng trầm vẫn thản nhiên. Hạnh phúc là khi còn mẹ yêu, mẹ thương mẹ nhắc cho nhiều điều. Lúc buồn có mẹ người an ủi, mong muốn điều chi mẹ cũng chiều. Tình đẹp nào hơn tình mẫu thân, chăm lo nuôi dưỡng công vô ngần. Mẹ nào tính toán công nhiều ít, cũng chẳng bao giờ đòi trả ân. Bổn phận làm con phải đáp đền, là người Phật tử ai đành quên. Tinh thần vật chất luôn chu đáo, tam bảo mẹ về nương vững bền. Báo hiếu Vu Lan hồng đỏ cài, khắc ghi tình mẹ đến tương lai. Đường trần vạn nẻo đời sương gió, ăn nghĩa mẹ hiền không thể phai. Hoài Thương đã đọc những câu đó trong Một Vị Thích Nữ Thu Liên. Mùa báo hiếu nhớ mẹ lắm mẹ ơi, chuông ngăn vọng gọi mùa báo hiếu. Đấng sinh thành dưỡng dục cù lao, vắng vương mắt trẻ nghẹn ngào, hướng về lòng mẹ dạt dào mẹ ơi. Nơi đất khách lẽ đời cô quạnh, lạc rừng yêu lành lạnh buồn tên. Tháng năm trôi nổi lên đênh, sông sâu đò vắng gặp gần tuổi thơ. Nhớ bóng mẹ phơ phơ đầu bạc, dáng tháng gầy tuổi hạt cao non. Đóa hoa hồng trái tim son, dang về cài mẹ năm mòn tháng hao. Đèn hiu hắt lao sao khói trắng, qua mấy mùa cây đắng ngồi trong. Nửa hồn lưu xứ lệ đông, nửa hồn về mẹ cầu mong an lành. Ăn hiếu nghĩa cam đành gian dở, công mẹ cha con nợ khắc sâu. Chuông lòng ngăn động chất sầu, tình nhà sông núi đậm màu trầm khá. Công cha nghĩa mẹ cáo dời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời gì ta. Nên người con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Mẹ già như chuối chín cây, gió lai mẹ rụng con rầy mồ côi. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá sương. Sách xưa có câu thiên kinh vạn điện, hiếu nghĩa vi tiên. Tức trong muôn vạn quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Hôm nay ta đã quy y đầu Phật, cố gắng dân lời thầy tổ đã dạy nó tròn câu hiếu nghĩa. Phật dạy về hiếu hạnh. Rằm tháng 7 còn gọi là ngày Trung Quân, ngày báo hiếu, cũng là ngày tự tứ. Tự tứ tức là ngày Phật hoan hỷ. Với người Phật tử Việt Nam, nói báo hiếu thì dễ hiểu hơn, vì trong ngày này tất cả những người con đều một lòng hướng về đấng sinh thành dưỡng dục của mình, và tùy theo hoàn cảnh, khả năng thực hiện hiếu hạnh để đền đáp phần nào cái thâm ơn này. Thường trong kinh nói về hiếu là mẹ của tất cả các công đức. Hiếu là đầu của tất cả các hạnh. Hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Như vậy, dù chưa phải là người Phật tử quy y tam bảo, giữ giới luật của Phật, nhưng biết hiếu đạo, tức là chúng ta đã làm theo lời Phật dạy. Vì vậy, ở Việt Nam chúng ta, việc thống kê số lượng Phật tử khó có thể chính xác, bởi vì đạo dân tộc là đạo hiếu, mà đạo hiếu là đạo Phật. Mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa lễ hội tình thương, mùa của những đóa hoa hồng tươi thắm. Hãy cố gắng sống xứng đáng để bông hoa tình thương trong tinh thần tri ân và báo ân luôn được chăm sóc nuôi dưỡng, để nét đẹp thanh cao và màu nhiệm ấy luôn tỏa sáng giữa cuộc đời, mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Chúng ta cần thực thi hành tâm hiếu, để công đức tích lũy và lòng hiếu hạnh được vô lượng viên mãn. Và trước khi kết thúc cái video này, Phải Thương cũng xin cầu chúc cho quý vị chúng ta thân tâm luôn an lạc, và cũng xin gọi là cầu chúc đến cho Cửu Quyền Thất Tổ với một cái lời nguyện: Phụ Mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, Cửu Quyền Thất Tổ tịnh độ siêu sanh. Chúc cho quý vị chúng ta luôn an lành trong chánh pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.